Kính chào quý vị và bà con. Thời tiết hầu khắp các vùng biển ven bờ ra đến ngoài khơi xa đang khá là ổn định, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, chiều nay gió đông đến đông nam là cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,50 đến 1m. Lưu ý là trời có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km. Sang ngày mai, gió có khả năng mạnh lên, gió đông nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Dự báo trong hôm nay, vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, trời ít mưa, có nắng đẹp, gió chỉ cấp 4, cấp 5 và độ cao sóng thì không quá 2m. Ngoài khơi, quanh huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết hôm nay trời chỉ mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông là cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1m50 đến 2m50, biển động nhẹ. Lưu ý từ ngày 7 tháng 3, gió đông bắc hoạt động mạnh dần lên. Với khu vực quanh huyện đảo Trường Sa, trong hôm nay gió chỉ khoảng cấp 4, cấp 5, sóng không quá 2m50, tầm nhìn xa trên 10 km, trời ít mưa. 1 đến 2 ngày tới, thời tiết vẫn ổn định, không có nhiều thay đổi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin thời tiết trong các bản tin thời sự tiếp theo.